Ai là GOAT trong bóng đá? Nếu tính trên mạng xã hội, câu trả lời có lẽ chỉ có một: ngạo nghễ và ngang tàng, Cristiano Ronaldo. Thế giới thực có thể khiến Ronaldo nhận nhiều cay đắng, nhưng trên thế giới ảo, anh đơn giản là ông vua không có đối thủ. Trong cuộc bầu chọn quy mô toàn cầu của OneFootball mới đây để tìm ra GOAT của bóng đá, Cristiano Ronaldo đã chiến thắng tất cả để giành lấy ngai vị này. Và người mà anh đánh bại trong trận chung kết không ai khác ngoài Lionel Messi. Con số khá xuýt xao, 52% dành cho Ronaldo và 48% dành cho Messi. Tuổi 39 của một cầu thủ và Ronaldo vẫn cho tất cả phải hít khói bằng sức hút khổng lồ của anh trên mạng xã hội. Hành trình đi đến trận chung kết trong cuộc bầu chọn trên OneFootball bắt đầu từ Robert Lewandowski. Không có gì bất ngờ, Ronaldo dễ dàng chiến thắng tiền đạo người Ba Lan để tiến vào vòng tiếp theo. Lần này đối thủ của anh là Thierry Henry, người đã thắng trong cuộc vote với Xavi. Ronaldo tiếp tục cho thấy mình sở hữu một lượng fan hùng hậu như thế nào khi đánh bại Henry. Trận chung kết chính thức lộ diện với hai tay găng xuất sắc nhất là Ronaldo và Messi bước lên sàn. Messi đã chiến thắng cả Gareth Bale và Neymar trong hai vòng trước để đi đến trận đấu cuối cùng. Cảm giác hồi hộp cứ như là một cuộc đua quả bóng vàng khi Ronaldo và Messi một lần nữa trở thành cặp kình địch cạnh tranh xuýt xao. Cuối cùng, tỷ lệ 52% lượt vote từ người hâm mộ, chỉ hơn 4% so với Messi, đã giúp Ronaldo giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn GOAT bóng đá của OneFootball. Gần 3 năm qua, kể từ ngày Messi vô địch World Cup, cũng là ngần ấy thời gian, Ronaldo như từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Từ chỗ ganh đua gắt gao, Ronaldo dần rời xa vị trí mà anh đã từng đứng bên cạnh Messi trong mắt nhiều người. Chiến thắng trong cuộc vote vừa được tổ chức bởi OneFootball có lẽ sẽ giúp cho Ronaldo an ủi phần nào. Bởi ít ra, anh vẫn có thể tự hào bởi lượng fan vô cùng đông đảo trên mạng xã hội. So với Messi, Ronaldo không được lòng giới chuyên môn và truyền thông bằng. Nhưng nếu đưa cuộc chiến này lên mạng xã hội với hàng tỷ người hâm mộ góp mặt, Ronaldo quả thực không có đối thủ. Hiện thực phũ phàng với Ronaldo khi anh vẫn trắng tay danh hiệu kể từ ngày đến Al Nassr, trong khi Messi đã ẵm hai chiếc cúp trên đất Mỹ. Niềm vui chỉ đến với Ronaldo trong những cuộc chiến trên Internet, nơi mà anh dù được ủng hộ hay phản đối đều độc chiếm top 1. Người yêu Ronaldo thì không nói, những kẻ ganh ghét cũng luôn tranh thủ mọi cơ hội để nhảy vào bàn tán. Điều đó càng khiến sức hút của thương hiệu CR7 trở nên mãnh liệt. Điều đó được thể hiện đâm thép qua tốc độ tăng trưởng khủng khiếp của kênh YouTube You Are Cristiano và hành trình dấn thân làm YouTube của Ronaldo. Anh chỉ mất một tháng để có được đế chế YouTube mà nhiều người phải cố gắng trầy trật trong cả đời. Bên cạnh GOAT mạng xã hội, Ronaldo còn được người hâm mộ gọi với danh xưng GOAT YouTube of All Time. Hơn 64 triệu lượt đăng ký và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Có thể do các hợp đồng về bản quyền hình ảnh khi thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng, Ronaldo chưa tham gia YouTube sớm. Nếu kênh YouTube của Ronaldo được lập ra khi anh bước vào thời kỳ đỉnh cao trong màu áo của Man United và Real Madrid, số lượng người theo dõi đến thời điểm này có lẽ là khổng lồ. Nội dung trên kênh You Are Cristiano đến thời điểm này chủ yếu về các hoạt động dã ngoại, du lịch gia đình, podcast tâm sự, trò chuyện tình yêu với bạn gái Josina Rodriguez. Sự ảnh hưởng của Ronaldo trên mạng xã hội còn được thể hiện rõ nhất trong thương vụ anh chuyển sang Al Nassr. Bởi trước thời điểm Ronaldo chuyển đến Ả Rập Xê Út thi đấu, Instagram chính thức của đội bóng này chỉ có khoảng hơn 800.000 người theo dõi. Nhưng giờ đây, con số là 27 triệu người, tức tăng hơn 27 lần. Và chỉ tính riêng, bức hình Ronaldo cầm chiếc áo ra mắt đội bóng mới thôi đã thu hút được tới 34,6 triệu lượt yêu thích của người hâm mộ. Đối với Instagram, Ronaldo vẫn đang sở hữu lượng người theo dõi cao nhất thế giới. Con số 639 triệu áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại. Người đang đứng thứ hai trên nền tảng này là Lionel Messi, khi huyền thoại người Argentina sở hữu hơn 500 triệu người theo dõi, còn kém Ronaldo 100 triệu người. Tiếp theo là Selena Gomez, nữ ca sĩ này có 424 triệu lượt theo dõi. Sức hút khổng lồ của CR7 so với phần còn lại được thể hiện qua những con số thống kê đáng kinh ngạc. Ronaldo có nhiều người theo dõi trên Instagram hơn tổng số người theo dõi tất cả các cầu thủ NBA All-Star 2024 cộng lại, bao gồm cả LeBron James, cao nhất với 159 triệu người. Với hơn 630 triệu người theo dõi, Ronaldo có thể kiếm được số tiền khổng lồ là 3,432 triệu đô la cho mỗi bài đăng trên nền tảng. Con số này nhiều hơn 500.000 bảng so với Messi, vượt xa với những người nổi tiếng khác như Kylie Jenner, Selena Gomez hay LeBron James. Đáng chú ý, Thao Sportable
Tiền KC của Ronaldo trên Instagram tăng đều đặn qua từng năm. Năm 2019, con số này đã đạt mức 755.000 bảng một bài đăng, nhưng cũng chỉ bằng so với 1/3 hiện tại. Ở tuổi 39, Ronaldo đã bước vào mùa giải thứ 3 của mình trong màu áo Al Nassr, nơi anh ký hợp đồng với mức lương 215 triệu đô la Mỹ trong năm 2023. Anh cũng kiếm được 60 triệu đô la từ các hợp đồng quảng cáo, nâng tổng mức thu nhập của mình trong năm lên đến 275 triệu đô. Với tổng mức thu nhập 1,92 tỷ đô tính đến đầu năm nay, Ronaldo là vận động viên có thu nhập cao thứ 3 một thời đại, chỉ xếp sau Michael Jordan và Tiger Woods. Dự kiến, Ronaldo sẽ cán mốc 2 tỷ đô vào cuối năm nay để trở thành một trong 3 vận động viên duy nhất đạt được thành tựu này. Về Ronaldo, anh thường nhận lời hợp tác quảng bá cho những chuyên trang thể thao, những thương hiệu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe, những dịch vụ tài chính, các kênh đầu tư tài chính. Một trong những ví dụ cho thấy rõ nhất về tầm ảnh hưởng của Ronaldo là việc anh từ chối uống Coca-Cola trong một cuộc họp báo tại Euro 2020. Khi đó, Ronaldo đã đẩy hai chai Coca-Cola trên bàn khỏi tầm nhìn của anh. Tiền đạo người Bồ Đào Nha còn đặt một chai nước lọc trước mặt phóng viên rồi nói: "Hãy uống nước lọc thôi." Động thái này khiến vốn hóa của Coca-Cola sau đó bốc hơi hàng tỷ đô la. Một người hâm mộ đã đưa ra quan điểm về sức hút của Ronaldo. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn cống hiến cho môn thể thao vua, không rượu bia, không xăm trổ, hiến máu đều đặn. Thế nên không có gì bất ngờ khi Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá được theo dõi nhiều nhất. Trong khi đó, một người khác nói rằng, tài năng kiệt xuất và cá tính là những thứ người ta ngưỡng mộ ở Ronaldo. Anh có thể không tỏ ra hiền lành hay thân thiện như Messi, nhưng vì sao cầu thủ này vẫn có đến 1 tỷ người theo dõi trên mạng xã hội? Nhưng con số đó chứng tỏ giá trị thật luôn được ghi nhận. Ronaldo xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, người có tất cả những gì mà một người đàn ông hằng mơ ước. Dù xuất chúng, dù vĩ đại, với sự nghiệp lừng lẫy, 5 quả bóng vàng, là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League, Euro, cũng như Real Madrid và đội tuyển quốc gia, cuộc đời Ronaldo vẫn phải nhận về những định kiến, những lời ra tiếng vào. "Họ ghét bỏ tôi vì tôi quá giỏi," Ronaldo đã từng phát biểu như vậy. Có thể Ronaldo quá giỏi, có thể Ronaldo quá nhiều danh vọng, tiền tài, quá tự cao, ích kỷ và hiếu thắng, hay đơn giản chỉ là mái tóc quá bóng bẩy và ngoại hình trau chuốt. Rất nhiều lý do để người ta cho rằng đó là xấu và dành những định kiến cho Ronaldo. Yêu anh hay ghét anh, công nhận anh hay phủ nhận anh, Ronaldo đã khiến thế giới bóng đá trở nên sống động đến nhường nào. Làng túc cầu cần những cá tính như Ronaldo, đặt bên cạnh sự khiêm nhường và từ tốn của Messi. Càng đối lập, cuộc chiến giữa họ càng gay cấn, càng hấp dẫn và biến những cuộc so sánh luôn trở thành đề tài muôn thuở.